Mara xin chào tất cả các bạn. Mình đang ở bên ngoài và mình muốn quay một cái video này trong lúc chờ đợi. Thì hôm qua mình có live stream ý, thì những cái video mà mình để live stream hôm qua thì mình cũng cài về cái chế độ riêng tư và mình đã tải về và mình chuyển sang cái kênh mà hôm qua mình có nói. Đấy là cái kênh Yoga with Bara. Thì mình sẽ up những cái video liên quan đến cái việc mà trò chuyện với các bạn này, những cái quan điểm cá nhân của mình cũng như là chia sẻ cái câu chuyện của mình sang cái kênh đấy. Nếu mà bạn nào quan tâm thì các bạn có thể follow nha. Thì mình sẽ để cái đường link ở đây. Đồng thời thì hôm qua mình cũng đã nói với các bạn là mình sẽ làm một cái video và cho hai bạn, một bạn là về khẳng định thu hút người mà các bạn, đối tượng mà các bạn đã gặp rồi, đã quen biết, và thứ hai là cải thiện giọng nói bằng khẳng định tích cực. Và mình vẫn còn một cái video nữa về tự do tài chính thì mình sẽ đăng trong hôm nay và ngày mai. Và cái lịch live stream của mình thì mình sẽ cố gắng duy trì đều đặn thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Sau đấy thì mình sẽ chuyển sang cái kênh kia. Mình cũng đang suy nghĩ đến cái việc là mình sẽ live stream cả những cái buổi tập yoga của mình với học viên vào sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu, và sau đấy thì mình cũng chuyển sang cái kênh kia. Cái kênh kia là cái kênh mà mình tương tác trực tiếp và mình sẽ chia sẻ những cái quan điểm cá nhân. Còn cái kênh này mình sẽ tập trung chủ yếu là về những cái khẳng định tích cực như các bạn đã thấy. Và mình sẽ lúc mà live stream thì mình sẽ tương tác và mình sẽ tặng ba bạn làm video cho theo yêu cầu của các bạn. Thì hôm qua mình cũng có kết nối với một bạn, đấy là bạn Chris, tên thật là Vũ. Thì mình cũng muốn, hy vọng là mình có thể kết nối được với những bạn nào mà muốn hỗ trợ và cũng trên cái hành trình chữa lành như Bara và muốn chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Thì hy vọng là với sự giúp đỡ của bạn đấy thì mình sẽ phát triển được cái kênh này nhiều hơn và giúp đỡ được mọi người nhiều hơn. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Bye bye.